Khoảng hơn 18 giờ ngày 16 tháng 6, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại số 205 phố Định Công Hạ, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Vào thời điểm trên, người dân phát hiện tại khu vực tầng 3 ngôi nhà 6 tầng 1 tung trên phố có khói bốc ra, đã nhanh chóng báo cho chủ nhà đang bán hàng tầng 1 được biết. Ngay sau khi nhận được tin, công an thành phố Hà Nội điều động 2 xe chữa cháy của quận Hoàng Mai, 2 xe chữa cháy của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố cùng các lực lượng khác của công an quận Hoàng Mai tới hiện trường. Ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn gồm 6 tầng, 1 tung, có 1 thang bộ và 1 thang máy. Tầng 1, 2, 3 của căn nhà chứa nhiều hàng hóa, gây khó khăn cho việc thoát nạn. Tầng 4, 5 là phòng ngủ của gia đình. Tầng 6 là bếp, phòng khách và phòng thờ, sân phơi ở tầng tung. Chị Nguyễn Thị Hạnh, một người dân sinh sống gần hiện trường cho biết, khoảng 18 giờ 15, tôi phát hiện đám cháy bùng phát, đứng ở cửa hàng có thể nhìn thấy cột khói bốc lên cao. Khoảng 30 phút sau thì lực lượng phòng cháy chữa cháy cùng xe cứu hỏa đã đến dập lửa. Đồng thời, một số đồng chí bộ đội gần đây sau khi phát hiện vụ việc cũng đã đến hỗ trợ dập lửa, nhưng do tòa nhà cao tầng nên gặp nhiều khó khăn. Chị Hạnh cho biết, do nhà cao tầng nên chị không có nghe thấy tiếng kêu cứu, nhưng có nhìn thấy cánh tay vẫy trên tầng cao. Tôi nhìn thấy bàn tay vẫy ở cửa sổ tầng cao và chiếc đèn pin soi ra từ đó. Tôi rất lo lắng cho những người bị mắc kẹt bên trong vì ngọn lửa ở tầng 3 và 4 cháy rất dữ dội, tường đã nứt ra và không thể tiếp cận vào bên trong. Sống gần ngôi nhà xảy ra vụ hỏa hoạn, bà Diệp, 60 tuổi cho biết, khoảng 18 giờ 15, tôi đi làm về thì ngửi thấy mùi khét, sau đó nghe thấy tiếng mọi người hô hoán của mọi người xung quanh. Khi bắt đầu cháy, tôi chạy ra theo dõi thì có thấy bà chủ nhà vẫy tay ra kêu cứu từ tầng 5 nhưng không ai cứu được. Mọi ngày tôi qua chơi chỉ thấy có 5 người gồm 2 ông bà, 1 cô con gái và 2 cháu nhỏ. Được biết tại thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có 7 người, 3 người trong gia đình đã nhanh chóng thoát được ra ngoài là chủ nhà, con trai và con gái chủ nhà. Trong đó, chủ nhà tự thoát nạn qua ban công tầng 5 sang mái nhà hàng xóm liền kề. 4 nạn nhân còn lại trong gia đình gồm bà H, sinh năm 1971, cháu S, sinh năm 2013, cháu K, sinh năm 2022 và A, sinh năm 2018 tử vong. Được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài vào khoảng 21 giờ 47 phút, vụ hỏa hoạn xảy ra bất ngờ cùng nỗi mất mát quá lớn khi cùng lúc mất cả 4 người thân, khiến thân nhân của các nạn nhân không thể đứng vững. Có mặt tại hiện trường, một người phụ nữ đau đớn ôm mặt khóc nức nở khi nghe tin người thân tử vong trong vụ cháy. Một người đàn ông đã ngã khuỵu tại hiện trường, phải nhờ một số người dân xung quanh dìu dậy.